Michelle Steele, from the office of Senator Janet Nguyen, and also from the office of Assembly Tree Top. So you may have already received that. At the same time, I am going to go over that. I don't see the list of the names here, but I'd like to ask the staff to bring me that list. While waiting for that, then let's go with two things. Presentation proclamation for two things. On January 1st, 1863, President Lincoln signed the Emancipation Proclamation providing that all persons held as slaves shall be forever free. And the Emancipation Proclamation provided the legal framework for the emancipation of nearly 4 million slaves. Juneteenth became an official holiday and is held to celebrate freedom, equality, and justice. Now, therefore, I, Chi Charlie Nguyen, Mayor of the City of Westminster, on behalf of Vice Mayor Ho and Council Members from West, Manzo, and Nguyen, do hereby proclaim June 19, 2024 as Juneteenth in the City of Westminster in commemoration of the ending of slavery in the United States, and encourage all residents to learn and understand the significance of this celebration in African American history and in the heritage of our nation. Tonight, we have President Bob McDonald from the Black Chamber of Orange County here with us tonight to accept this. We will come down after the, I will finish the presentation. Just stay there for now, and I will invite you when we get that from the podium, to the podium. Next is a presentation of certificate of recognition of the former Vietnamese Political Prisoner Association of Southern California. The City of Westminster honors the sacrifice, commitment, dedication, and courage of everyone who fought for the freedom of the Republic of Vietnam, and joins with veterans to designate June 19 as a day of remembrance for those who fought side by side for the ideals and values of democracy. Now, therefore, I, Chi Charlie Nguyen, Mayor of City of Westminster, on behalf of Vice Mayor Ho and Council Members from West, Manzo, and Nguyen, do hereby proclaim June 19, 2024 as Veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces Day in the City of Westminster in memory of the soldiers who sacrificed their life for freedom and democracy and the victims of Vietnam War, and in honor of the survivors, activists, and freedom fighters of that war. Along with that, I would like to honor the Vietnam veterans in attendance. On behalf of the City Council, we, the Council, would like to take a moment to recognize the veterans of the Republic of Vietnam Armed Forces who are with us tonight. For those in audience, please stand. Thưa là những người mà cựu quân nhân của cựu quân nhân của Việt Nam Cộng hòa xin quý vị có mặt ở đây thì quý vị of those who tune in, and we are happy to present you with the certificate. I think that already presented to you.
buổi quốc thái tiếp giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa vì chủ nghĩa, cục tâm lý chiến cù Thái Hòa không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại Trần Hào quân vận quân đoàn 4, Đỗ Kim Thiện sư đoàn 7 quân đoàn 4, Đỗ Thành Phẩm đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Hồ Đắc Huân huấn luyện bộ binh khóa 2 đơn vị Nha Trang, Quỳnh Trung về tập quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trần Trọng Nguyễn tiểu đoàn 544 tiểu khu kiến phong quân khu 4, Lê Bá Khiếu đại tá tham mưu trưởng sư đoàn 2 bộ binh Quảng Ngãi, Lê Sơn thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Lê Văn Chắc không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Minh Trường hải quân trung úy hải đội 5 kiến phong, Mười Thái trung úy phòng chiến tranh chính trị, Ngô Thanh Thảo thiếu úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Thế Phú trung tâm huấn luyện vạn kiếp, Ngô Văn Nhân thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Văn Quy hải quân vùng 3 chủ y kiểm trợ thiết lập quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Chi bộ tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Điều thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Chủ Chính quân lực quân đoàn 4 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Diệu Cường quân đoàn 4 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Hoàng Dũng thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Hợp quân cảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Huệ cảnh sát quốc gia khóa 23 tư lệnh hạm đội hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Hữu Hạnh sư đoàn 21 quân đoàn 4, Nguyễn Hữu Thắng tiểu khu Bình Tuy quân đoàn 3, Nguyễn Phú Thuận quân đoàn 4 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Phước Ái Đình đại đội trưởng trinh sát 2 trung đoàn 2 sư đoàn 3 của mình, Nguyễn Quang Tiến không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Chỉ Chi hải quân đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa số 1 trên địa bàn, Nguyễn Thịnh quân cảnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Chuyên sư đoàn 3 không quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Hiền hải quân 229 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Nguyễn Văn Nghĩa bị kích dùng lực lượng đặc biệt, Nguyễn Văn Nghiêm thượng sĩ nhất sư đoàn 7 bộ binh, Nguyễn Văn Tuy đại pháo đội trưởng, Nguyễn Hữu Mai hải quân đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Phi Lật Thang xung kích dù nhà kỹ thuật của tổng tham mưu, Phạm Cao Tùng bộ trưởng bộ binh thủ đức quân đoàn 3, Phạm Hòa nhà kỹ thuật quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Hồng An sư đoàn 2 vùng 2, Phạm Hữu Phước thiết giáp quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Phạm Minh Đức trung tá huấn luyện viên trường võ binh gia Việt Nam, Phạm Văn Đăng nghỉ hưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Trần Minh Nhật tiểu đoàn 4 trung đoàn 50 sư đoàn 2 quân bộ binh, Trần Ngọc Long thiếu úy sư đoàn 9 bộ binh, Trần Thanh Hiệp sư đoàn 1 quân đoàn 1, Vũ Đình Trung sư đoàn 7 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, Vũ Hiếu Trung trung úy quân lực chiến, Vũ Trọng Lộc bộ chỉ huy tiếp bộ chỉ huy 2 tiếp vận tiểu khu Bình Định quân đoàn 2. Again, thank you very much for being here, and I also recognize there are Vietnam veterans here today. You please stand up so that we can recognize you. Vietnam Cộng Hòa mình muốn năm. This time, I would like to invite the council member to join me at the podium to present the proclamation to the two agencies that we talked about. Thank you very much. Let's start with the duties. This is a proclamation I read earlier already, so I'm not going to read that again, but I would like to invite bên trong số ghế có hạn định nha bà con, bên ngoài các chú lính mấy cô chú bên ngoài cũng rất là đông nha bà con, tại bên trong ghế không có đủ thì tất cả mấy các chú lính mấy cô chú ngồi bên ngoài rất là đông, tinh thần các cô chú bữa nay tới tham dự rất là đông. Chương trình là mới bắt đầu thôi bà con. Thank you, bây giờ là thời gian đang vinh danh các chú anh lính Việt Nam Cộng Hòa nha bà con. Hello anh Liên Công. Anh Liên Công này cũng là lính của quân nhân của lính Việt Nam Cộng Hòa nha. Chị anh chị hai anh chị. Dạ chúc mừng anh chị nha. Dạ tên là bên trong là bàn ghế hết chỗ ngồi rồi. Cảm ơn mấy chú ngồi bên ngoài thông cảm tại thành phố mình có nghèo quá.
Em mơ ước một ngày này năm sau thành phố Westminster mình làm cái City Hall bự lên. Dạ, tại vì City Hall mình còn nghèo quá. Em nghĩ chắc là tại vì bà con ghé lộn nhiều quá. Sống là vậy. Em nói vậy bà nghe, bà con đừng nghe bà con. Tại vì em thấy Sam nói vậy thôi. Đó, thì bây giờ mấy chú bên ngoài còn đông lắm bà con. Thì tình hình hai anh Phúc. Tại bên trong ghế có ít lắm bà con. Thành phố Westminster mình cũng đông lắm nhưng mà trong ghế rất là ít. Thì bây giờ một số bà con mình ngồi bên ngoài. Đó, bây giờ chương trình mới bắt đầu thôi. Every year, I think it's really important for us to remember and always every year celebrate it, because you know, it's not history. We don't learn the history, you begin to repeat it. So it's important that we do this every year. So thank you for being here. So I, and along with the class members, we are proudly to present the proclamation. First of all, before the proclamation, one of the recognition. We would like to invite the Moon Hee Tan and the groups to come and join us here to be recognized.